Rồi, chào mọi người. Hôm nay tôi xin giới thiệu thêm mọi người cái sủi của hãng Tô Tàu nha. Thì cái sủi hãng Tô Tàu này hiện tại trên bàn tôi là nó có bốn bốn size. Size này là size 60 nè. Size này là size 80. Size này là size 100. Đó là một tấc á, size này là size một tấc 25 ha. Thì cái này tương đương với có giá là 25, 30, 35, 40 ngàn. Thì cái hãng Tô Tàu này được cái nó sản xuất nó khác với những cái sủi ở ngoài hàng chợ chúng ta. Là cái sủi này nó dẻo. Nó dẻo nên chúng ta khi uống ta sủi nè, uống cong nè, đó ta sủi nha, rất là chắc. Giờ ta cần sủi ta đẩy này xuống nó dẻo phải không, là cái mặt nó ấp sát xuống là ta đẩy rất là dễ và nó dễ chốc, nó chốc như nước sơn hay gì chúng ta cần đẩy. Cái lớp này cũng rất là bén đó, lớp này cũng rất là bén đó. Thì còn sủi ngoài nó làm rất là dày. Nó dày thì nó có cái khuyết điểm là chúng ta ấn vậy rồi đẩy vô thì nó cứng lắm, cầm nó sủi như lúc nó không có bằng những thằng dẻo này. Là cái thằng này làm bằng hình như là nó không phải là bằng inox đâu, cái này như nó, chất liệu nó làm bằng thép nó mạ gì đó ha, nó có độ dẻo đó, cầm rất là chắc tay nha, cầm rất là chắc tay mọi người ha. Thì các này cũng vậy thôi, rất là dẻo ha, tạo độ dẻo chúng ta ấn sủi như này đó, ta đẩy rất là đã. Thằng này cũng vậy, này sang một tấc ha, một tấc. Những hàng trên thị trường thì đó là hàng chợ rồi, mình không có so được cái này. Cái này thì giống là hàng đẹp rồi ha. Cán này là bằng cán nhựa đúc rất là chắc, đúc rất là chắc đó. Rồi, mọi người có nhu cầu mua những cái sủi của hãng Tô Tàu liên hệ với tôi số điện thoại bên trên hình nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, chào.